chào mừng các chị và các bạn đã quay trở lại kênh youtube phạm đăng khoa Realtors thì hôm nay khoa xin cập nhật lại tiến độ thi công của dự án jaires metro nhà bè thì chúng ta sẽ bắt đầu ở khu vực của đường phạm hữu lầu và sau đó thì khoa cũng xin đưa thông tin thêm từ bên chủ đầu tư có thông báo cho các khách hàng là sẽ ký hợp đồng và khoa xin đọc cái phương thức mà cái cách thức mà các anh chị sẽ lên cái hợp đồng của bên chủ đầu tư. Đó là liên quan đến việc ký hợp đồng đặt cọc của dự án Jay River County One thì đã ký lựa chọn ký kết thỏa thuận đặt cọc thì thông tin lịch ký hợp đồng đặt cọc cho từng khách hàng thì sẽ được các bạn sale thông báo cho các anh chị. Thì khách hàng sẽ đến trực tiếp văn phòng của chủ đầu tư ở địa chỉ là 88 đường B2, khu đô thị Sa La, phường An Lợi Đông, quận 2. Để đọc và ký hợp đồng đặt cọc, thì cái này là cho các anh chị là phải lên trực tiếp bên chủ đầu tư nha. Cho các bạn sale sẽ không có cái file cái hợp đồng để cho các anh chị đọc trước đâu. Các anh chị sẽ lên đó đọc và ký hợp đồng ở bên đó luôn thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày khách hàng ký hợp đồng đặt cọc tại văn phòng chủ đầu tư thì khách hàng phải thanh toán đủ số tiền thanh toán đợt 1 theo như hợp đồng đặt cọc. Sau khi khách hàng thanh toán đủ thì chủ đầu tư sẽ ghi nhận có trên hệ thống và đóng dấu hẹn ngày trả hợp đồng đặt cọc cho khách hàng. Khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ như chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước hoặc là passport và hộ khẩu photo khi đến ký hợp đồng đặt cọc. Khách hàng vui lòng đến văn phòng đúng hẹn Trường hợp khách hàng đến trễ Sẽ phải ngồi đợi Đến khi hết lượt ký của khách hàng kế tiếp Thì chủ đầu tư sẽ giải quyết sau Nên là các anh chị nhớ đi đúng giờ nha Có thông báo ở trên cho các anh chị Thì các anh chị Gửi thông báo đến hàng Trước ngày 2 tháng 7 Thì các bạn sale Đã đưa cái thông tin cho các anh chị Trước ngày 2 tháng 7 ngày thứ năm Để các anh chị nắm các thông tin thì khách hàng bắt đầu ký hợp đồng đặt cọc từ ngày 17 thứ tư 15 tháng 7 năm 2020 đến thứ tư ngày 29 tháng 7 có nghĩa trong vòng một tuần thì chúng tôi sẽ sắp xếp lịch phù hợp cho từng khách hàng. Lưu ý là để đảm bảo thông tin à, khách hàng chính xác thì các bạn sale sẽ cập nhật lại thông tin sẽ liên hệ với các anh chị để kiểm tra lại thông tin cuối cùng để ra hợp đồng cho các anh chị. thì các anh chị nào đã sở hữu thì à, lưu ý với vấn đề này nha, chúng ta sẽ ký hợp đồng đặt cọc à, và nếu các anh chị nào mà có nhu cầu à, chuyển nhượng lại ký gửi chuyển nhượng thì có thể liên hệ với khoa qua số điện thoại à, 0979676655 676655. Khoa cũng sử dụng số điện thoại này cho Zalo, Viber, Telegram, WhatsApp. Đó. Trước mặt của chúng ta là đường Phạm Hữu Lầu và cái cầu mà mé bên đó là khu vực đang xây dựng của Zai River County One. Và việc xây dựng đang triển khai rất là gầm rộn nha các anh chị. Và mặt bằng phân khu mới sắp mở bán thì cũng đã được sang bằng hết và lắp những cái con kênh mương đã được bó lại và rào chắn cái môi công trường xây dựng thì dự kiến cũng sẽ bắt đầu những cái động thái đầu tiên của cái phân khu mà sẽ mở bán tiếp theo. Đó là cái phân ở đây là cái phân khu mà trước đó chúng ta vừa mới bán River One County One. Phía trước mặt của chúng ta đó là ngã tư Phạm Hùng Lầu và Nguyễn Hữu Thọ. Đến đây thì Khoa xin tạm ngưng video clip. Các anh chị nào mà có nhu cầu ký gửi, chuyển nhượng, hãy vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0979 năm sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Các anh chị nếu mà thích kênh hãy đăng ký subscribe ở bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất của Khoa. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.